quay từ giai đoạn mở đi. Đây. Cho con ông xịt nước ông ăn gì đó. Hai ớt này xịt nước. Nó đừng có xịt gì qua đây nha. Đó. Anh Khánh à. Thì hỏi ra nó mát gì thì không bị nhiều chứ, thì nó giống là nó nóng hơi.